Giới thiệu với bạn cây kéo cắt tôn thế hệ mới nhất của hãng APC. Đây, nó thuộc dòng là D39ASS, mình bỏ chữ L đi, L tức là cái hướng bao cua sang trái thôi. Nhưng mà cây này nó khá đặc biệt vì một vài cái thiết kế của họ, của hãng APC, họ thay đổi. Trước tiên là cái phần liên quan đến cái phần cơ cấu chuyển động ở trong đây thì họ che kín lại bằng cái miếng inox như thế này. Đó, cả che kín cả hai mặt, và cái cán của nó thì một giống, cũng giống một số cán của cái kéo cái thế hệ đi trước, nhưng mà cái này họ làm một cái thêm cái phần ngáng tay chỗ này này, khi mình cắt mà số quá cắt số lượng lớn á, cắt dài, hành trình cắt dài và số lượng lớn thì mình có tay kéo cầm này nó sẽ chắc hơn. Đấy, có cái khóa ở đây, đây cũng là cái thiết kế mới, là cái khóa cái chốt ăn khớp ở trong đây. Thì mình gạt lên đây thì cái kéo nó sẽ nhả ra, ăn khớp ở chỗ này. Cái lò xo ở trong đây là lò xo dạng thanh, toàn bộ cái cơ cấu ở trong này người ta che kín hết đi, để cơ cấu trợ lực nằm nó che kín hết đi ha. Đó, thiết kế khác nữa chính là nó nằm ở cái chỗ này, cái cơ cấu giữa hai cái lưỡi kẹp này, giữa hai cái lưỡi cắt này, lưỡi kéo này, nó có một cái lông đèn, bạn thấy nó hơi màu tím tím này, màu hơi đỏ đỏ ở đây. Cái phần này nó gắn hai cái lưỡi kéo này với nhau bằng một cái con lông đèn xỏ từ bên đây qua. Đây là cái chốt, dạng chốt cứng ở đây. Cái cơ cấu bên trong đây nó sẽ bảo đảm cho cái lông đèn nó sẽ không bị xoay. À, ở chỗ này ha. Thì cái lông đèn này nó sẽ làm cho hai cái lưỡi nó ít khả năng ít tiếp xúc vào nhau nhiều nhất, thì khả năng độ bền chống mài mòn của nó sẽ lớn hơn. Ở đây là một cái thiết kế kiểu mới trên website của bên mình á. Các bạn truy cập vào trang web minatool.com thì trong đó mình có giải thích nó chi tiết hơn, và các bạn coi nó có hình ảnh rã tung cái chỗ này ra thì bạn dễ coi hơn. Và cái con vít này bắt ở đây thì chính vì cái lông đèn này nó sẽ làm cho cây kéo nó, cái lưỡi kéo nó bền hơn, vì nó giảm được cái lượng, cái lực áp lực của hai cái lưỡi đè lên nhau. Ở phần này là toàn bộ phần lưỡi đây người ta tôi cao tần, nhưng mà thấy nó có màu đen này, và đó là xử lý mài ở đây là một loại, một lưỡi kéo là đồng chất cả hai lưỡi ha. Đó, đây mà thấy là cái lưỡi của nó rất là rộng, mài đây thì anh em sau quá trình mình sử dụng mình có thể mài bằng máy được. Khi mình mài máy thì mình lại phải xít điều chỉnh cái lông đèn ở chỗ này, điều chỉnh con ốc này, đây nó có một cái lông đèn vênh ở đây nữa, ngoài cái mối cái washer này, cái này người ta tiếng Anh nó gọi là washer, nằm ở trong đây là cái để nó không có tiếp xúc vào nhau này. Đây nó có một cái lông đèn vênh này để giữ cho cái kéo nó vẫn có thể chạm vào nhau được, nhưng nó không có chịu áp lực lớn. Thế là mặt này đó, mặt coi dễ hả. Ok rồi, cái gì dòng kéo 39 này nó sẽ có hai mã hàng thôi, một đó là D39ASS, nó không có chữ L, thì là cho đó là trong trường hợp chúng ta cắt nó bó cua sang phải giống như cây này ha, mọi người bạn thấy là bó cua sang phải, bạn thấy là khi mình nghiêng như thế này thì cái lưỡi nó sẽ vênh qua bên đây, rồi mình sẽ bó cua cắt thẳng và bó cua sang phải thì nó sẽ là cái cây này, thì mã của nó sẽ là 39 AS thôi. Còn nếu bạn bó cua sang trái là cây này thì nó có thêm cái chữ L là bó cua sang trái, bó theo hướng này ha, hướng bó cua đó. Có làm khá chi tiết ở trên đó, trên website thì các em có thể truy cập thêm, tra cứu thêm. Thì ngoài ra thì đối với anh em mà làm, sử dụng để treo ở trong trên kệ hoặc là trong phòng trưng bày ấy, thì họ có thêm một cái mã hàng như thế này, thì nó sẽ có thêm một cái vỉ để cho mình treo. Nhưng mà nếu trong trường hợp anh em không cần thì có thể tự treo riêng cái này cũng được. Thì cái mã như thế nó sẽ có thêm cái chữ SB. Các bạn thấy vào website của mình, bạn sẽ thấy có thêm cái mã SB này, SB này nó có thêm cái vỉ này. Thì cái vỉ này nó cũng có một cái hay phía sau, người ta giải thích thêm một vài thông tin nữa. Cái này mình cũng có chép trên website rồi, anh em không cần phải có cái miếng này, hoặc là chỉ cần anh em tra cứu lại. Cái về năng lực cắt của kéo thì nó sẽ liên quan đến khả năng độ kháng xé của cái tấm kim loại. Độ kháng xé tức là bạn tưởng tượng giống như là cái tờ giấy học, giấy A4 bình thường á, mình cầm mình xé thì nó dễ hơn là tờ giấy ảnh. Cái ảnh mình sẽ dài hơn.
hay là mình cắt ví dụ tôn lợp mái nhà thì nó sẽ dễ cắt hơn là đối với cái inox, cái tấm inox mà để mình làm mặt bàn, mặt ghế bằng inox á, thì vật liệu mà cái độ khả năng kháng xé càng lớn á thì mình cắt được cái độ dày của nó càng nhỏ. Thí dụ như ở trong đây người ta ghi là đối với năng lực của cái cây kéo này DAD39ASS này thì đối với độ kháng xé mà 400 newton trên mét vuông thì nó sẽ cắt được độ dày là 1.5 mm, tương đương với cái áp lực cắt của nó khoảng 5.858.000 psi, 10.000 psi thì nó tương đương với 730, mà 58.000 là cực lớn, nhân cho 5 lần đấy ha. Đó, áp lực của nó cực lớn, tức là áp lực cắt, áp lực của cái lưỡi cắt thì nó cắt vào vào tấm kim loại. Như vậy thì khi ở cái lực kháng xé lớn hơn ở 600 Newton mét thì độ dày của nó giảm xuống còn 1.2, mà nếu mà độ kháng xé của nó dài giống như cái inox chẳng hạn thế thì lên tới 800 Newton trên mét vuông. À, thì kháng xé đối với độ kháng xé này thì độ dày của tấm tôn mình cắt được chỉ còn có 1 ly. Bạn hiểu chứ, rằng nó càng dài thì mình cái năng lực cắt của nó càng giảm xuống, thì cái độ dày của cái tấm cái loại mình cắt nó sẽ nhỏ đi, nhỏ dần đi. Thì những con số này mình không cần phải nhớ, nếu trong trường hợp anh em muốn treo dễ giải thích, dễ nhớ thì mình sẽ mua cái mã này. Cái mã nó có chữ SB thì có thêm cái miếng này. Còn nếu không bình thường thì mình sẽ cần cái cây như thế này là đủ. À, thì thông số mình có thể tra trong tài liệu kỹ thuật, trong catalog được, hoặc là và các bạn vào trong website vinatool.com thì các bạn có thể tra được cái thông số của nó. Thì nó vậy, nó chỉ có hai cái máy hàng như vậy thôi. Mình khóa ở đây rất đẹp, khá dày, cán của nó cũng khá dày. Mình mở ra các bạn anh em thấy cái cán của nó, cán khá nặng, coi như là ở trong này nó có một cái phần kim loại này mình xỏ vào cái ống bên trong đây, và cái kết cấu của họ xử lý thế nào đó để nó không có bị tuột ra. Bạn thấy là cái chấm chấm trắng này, cho bạn thấy là nó sâu vào đến tận trong này, khá dày ha, khá cứng, cầm cảm giác nó rất là nặng, rất đầm tay. Như vậy trong trường hợp anh em cắt số lượng lớn, cắt bo thẳng, cái này cắt thẳng bo sang trái thì mình sẽ dùng cái này, bo sang phải thì sẽ dùng cái này. Có hai mã hàng thôi ha. Giá tiền của cây này là 2.2 triệu, còn ha, sản xuất tại Đức luôn. Anh em khác nhau như vậy, anh em mà nếu vào trong trường hợp mà anh em xử lý cắt tôn mà bo hai chiều hai hướng khác nhau thì em nên mua một cặp là hai cây. Nhìn rất đẹp, kiểu mới, kiểu nó cắt nó có trợ lực nên mình cắt nó sẽ nhẹ hơn. Ok ha. Thank you.